Quý vị nghĩ gì nếu tôi chào quý vị năm mới? Tết thì chưa tới mà năm dương lịch thì đã qua được một tháng rồi. Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm 2015. Dù muốn hay không thì giờ sẽ tiếp tục trôi, mọi sự sẽ thay đổi. Chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa của chúng ta là đấng không bao giờ thay đổi. Jehovah ơi, lòng thành tín Chúa rất lớn thay, không bóng biến thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi, Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài, thật xưa đã có, hôm nay mai sau còn hoài. Thì chúng ta cùng đứng để ca ngợi lòng thành tín lớn lao của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Cha yêu thương ơi, lòng thành tín Chúa rất lớn thay, không bóng biến thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi, Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài.
con tạ ơn Chúa về lòng thành tín lớn mà Chúa dành cho đời sống mỗi chúng con. Xin giúp cho chúng con luôn luôn sống trung tín với Chúa mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Ngài. Người đời thường nói là hát hay không bằng hay hát. Nhưng đối với chúng ta là người tin Chúa, là con cái của Chúa, ước mong rằng mỗi trong tấm lòng của chúng ta sẽ có một bài hát. Một bài hát luôn luôn dâng lên để ca ngợi Chúa. There is an endless song echoes in my soul. Bài ca vẫn mãi dâng tràn. Hãy dâng cho Chúa bài ca từ trong tâm hồn của chúng ta buổi sáng hôm nay. Bye.
sing. I can sing chìm ngập trong hôn mê bao năm và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa, và Chúa đã đến để nâng chúng ta lên. Hãy ca ngợi Chúa với bài hát Trong Tay Của Chúa. Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Chúa, Chúa
Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Tôi là gì? Nhớ đấy. Còn là vật gì? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Cả loài chiên, loài bò, đến đổi các thú rừng. Chúng ta đọc chung với nhau câu cuối cùng. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Khắp thiên đàng truyền vang, all heaven declares the glory of the risen Lord. Khắp thiên đàng truyền vang, chúng ta chưa sống chưa sống vinh quang. Có ai đẹp sao? Dân với cứu Chúa yêu thương, ngàn năm cho đến ngàn năm. Trai luôn mãi chỉ vì quỳ đây cung kính thờ thờ, lòng hướng lên Chúa vẹn toàn. All heaven declare the glory of the risen Lord. Lạy Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đang ngự trên ngai. Chúng con cúi đầu khiêm cung và tôn thờ Chúa, vì Chúa đã làm tất cả cho chúng con. Chúa đã ban cho chúng con sự sống hơi thở, Chúa đã cứu chuộc chúng con, cho chúng con được làm con của Ngài. Vì vậy cuộc đời chúng con sẽ không làm điều gì khác hơn là tôn thờ Chúa và làm vinh hiển danh của Ngài. Xin tiếp nhận những lời ca, tiếng hát chúng con dâng lên cho Chúa buổi sáng hôm nay. Trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong Luca đoạn 16, câu 1 cho đến câu thứ 13. Luca đoạn 16, câu 1 cho đến câu thứ 13. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng môn đồ rằng, người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ.
Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng: ta nghe nói về ngươi nổi chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Người quản gia tự nghĩ rằng: chủ cách chức ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mài thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhất rằng: ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng: 100 thùng dầu. Quản gia nói rằng: hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó, viết mau 50. Rồi hỏi người kia rằng: còn ngươi mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: 100 hộc lúa mì. Quản gia rằng: hãy cầm lấy tờ khế và viết 80. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con người đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được cửa riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hay chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as your teacher. That you do just what you say in your time, in your time, in your time. Thank you.
Quý vị có biết rằng thống kê người ta cho biết rằng nguyên nhân số 1 của vấn đề ly dị là tiền bạc. Nguyên nhân thứ 2 của vấn đề những căng thẳng lo âu của đời sống là việc làm, cũng là tiền bạc. Quý vị có biết rằng Chúa Giê-xu, tất cả những ẩn dụ, thí dụ của Chúa kể trong 4 sách phúc âm và phân nửa các thí dụ, ẩn dụ Chúa kể nói tới tiền bạc. Tại sao vậy? Và quý vị cũng đồng ý với tôi, tiền bạc ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta. Tiền bạc có thể làm cho chúng ta trở thành một con người xấu. Tiền bạc hoặc là tiền bạc cũng có thể làm cho một người trở thành một người tốt đẹp. Tiền bạc dùng rất là nhiều điều hữu ích. Tiền bạc thật sự không xấu cũng không tốt. Nhưng mà vấn đề là cái người dùng tiền bạc đó dùng cho cái mục đích gì? Chúng ta biết rằng, quý vị có biết rằng là chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ suy nghĩ đến tiền bạc không? Chúng ta suy nghĩ về tiền bạc, chúng ta đi làm kiếm tiền. 1/3 đời người là đi làm. Quý vị thử tưởng tượng. Thu nhập tiền, nghiên cứu tiền, để dành tiền, đầu tư tiền. Và nếu quý vị không biết làm chủ đồng tiền, thì là đồng tiền sẽ làm chủ chúng ta. Câu chuyện ẩn dụ mà ông mục sư Lý vừa đọc cho chúng ta nghe nói về một người quản gia gian dối bất trung. Trong tờ dàn bài giảng tôi có đánh sẵn để giúp cho quý vị nhớ cái câu chuyện này. Có cái hơi lạ lạ là giống như là Chúa khen cái anh quản gia gian dối này và muốn chúng ta cũng bắt chước ảnh nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa khen cái người quản gia này không phải về cái khen về cái tật gian dối, cái thói xấu gian dối. Nhưng mà Chúa khen anh ta vì anh ta có cái khôn lanh của cái người này trong việc ứng xử với người,
với hoàn cảnh, qua đó Chúa dạy chúng ta khôn ngoan trong vấn đề quản lý, quản trị tiền bạc mà Chúa giao cho chúng ta. Trước khi vào bài giảng, tôi muốn quý vị biết hai cái chuyện quan trọng về cái câu chuyện này. Đó là thứ nhất, Chúa kể câu chuyện này cho ai nghe đây? Chúa đang nói cái câu chuyện này cho cái người nào nghe cái câu chuyện này? Chúng ta biết rằng đó là cho người Pharisee. Và quý vị biết rằng người Pharisee là người lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ. Họ rất là tự hào cho rằng mình là người đạo đức nhất trong xã hội. Họ rất là kiêu ngạo, hống hách cho ai, không ai bằng họ hết. Và một trong những cái lỗi lầm tội nặng nhất của người Pharisee đó là Chúa Giêsu cho biết là đạo đức giả. Nói một đường, làm một nẻo, bảo người ta làm mà mình không có làm. Đó là người đạo đức giả. Nghĩ như vậy mà không phải là vậy. Thấy bên ngoài như vậy nhưng mà bên trong không phải như vậy. Quý vị có thường hay chọc tức ai chưa? Đâm thọt người nào chưa? Đó là lý do Chúa kể câu chuyện này, đâm thọt người Pharisee. Tự hào mà Chúa khen một cái người tội lỗi cho người Pharisee. Và đó là câu thứ 14 nói như thế này. Người Pharisee là những kẻ tham tiền bạc, nghe điều đó thì chế nhạo Ngài. Ngài bèn phán với họ, các ngươi làm ra vẻ công bình trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Câu cuối cùng là cái câu tại sao Chúa kể cái câu chuyện này. Chúa nói là cái gì mà con người đề cao là vô giá trị ở trước mặt Chúa, ghê tởm ở trước mặt Chúa. Người đời thường hay đề cao gì? Giàu sang, tiếng tăm, nổi tiếng, địa vị, lạc thú, quyền hành, tiền của. Chúa nói tất cả những cái đó không có quan trọng cho đời sống. Đó không phải là cái điều quan trọng của đời sống. Và trong cái ẩn dụ này, Chúa dạy chúng ta, mở mắt cho chúng ta thấy được cái giá trị đúng của tiền bạc và đi ngược với cái dòng đời mà chúng ta được dạy học ở ngoài đời, ở ngoài công xưởng, ở ngoài trường học dạy chúng ta. Và bài giảng sau này sẽ giúp cho chúng ta thấy có những điều gì rất là ngược. Chúa mở mắt cho chúng ta thấy giá trị của đồng tiền, quản lý tiền như thế nào. Thứ nhì, Chúa dạy chúng ta, Chúa kể cái câu chuyện này đó là tại vì người tín đồ, con cái Chúa quản lý tiền rất là dở, rất là yếu trong vấn đề quản lý tiền bạc. Không biết để dành tiền khi mà gặp trường hợp khẩn cấp, không có, hoặc là để dành tiền rất là ít khi về hưu không có tiền, sống ngày nào cho hết ngày đó, tiêu xài nhiều hơn là số tiền mình có. Đó là lý do thứ hai. Quý vị có nằm ở trong hai cái hạng người này không? Chắc hẳn rất là ít lời quý vị đến Chủ nhật buổi sáng hôm nay để nghe lời của Chúa. Và chúng ta cùng coi Chúa quản lý, dạy mình cách quản lý tiền như thế nào. Thứ nhất, quý vị có tờ vàng bài giảng, lấy ra điền rất là hữu ích giúp cho quý vị dán vào tủ lạnh trong suốt tuần ôn lại những cái chân lý quý báu mà Chúa dạy rất là thực tế tại đây. Thứ nhất, đừng có tiêu xài phung phí. Câu số 1 nói rằng Chúa Giêsu lại phán với các môn đồ, một người kia có một người quản lý bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. Đừng có phung phí, rõ ràng câu này một cái điều là đừng có phung phí tiền của, xài tiền một cách phung phí. Tại sao vậy? Tiền của tôi xài chứ mắc mớ gì, mục sư lại nói. Cái vấn đề thế này, tiền không phải của quý vị, của ông chủ giao cho cái người quản gia. Tất cả tiền bạc, cái gì quý vị có đang làm chủ, pink slip, tất cả, thưa quý vị, sức khỏe, sự tự do, tất cả đó là Chúa cho chúng ta. Chúng ta là người quản gia của Chúa. Nhớ tới người quản gia, quý vị ở apartment đó, thì luôn luôn có một cái người quản gia hư đèn hư đuốc gì cứ gọi cái ông đó là ông sẽ tới ông làm, ông chỉ coi cái chung cư đó của ông chủ mà thôi chứ không phải của ông. Chúng ta cũng vậy, tiền bạc không phải của chúng ta, Chúa giao, cho nên đừng có phung phí. Ngược lại, có một số chuyện tôi giúp cho Kinh Thánh dạy cho chúng ta và trong suốt năm hy vọng sẽ có tiếp tục. Đừng có phung phí thì mình phải xài tiền cho những chỗ đúng. Một số điều gợi ý quý vị qua sách Châm Ngôn, Chúa dạy nhớ, phải biết để dành tiền, phải biết đầu tư tiền bạc của mình. Tiền đẻ ra tiền.
nuôi sống, dùng tiền nhớ nuôi sống, chăm lo vợ con, chăm lo việc học hành của con cái mình. Phải dùng tiền để trao dồi cái kiến thức cho mình, mua sách vở, đi những lớp dạy huấn luyện, trao dồi thêm cái nghề nghiệp hiện tại của mình cho giỏi hơn. Dâng hiến phần 10 cho Chúa, có lời hứa Chúa nói cặp theo rất là đặc biệt, giúp cho những người nghèo khó. Đó là một số điều giờ chúng ta để giúp cho quý vị đừng có tiêu xài phung phí tiền bạc. Thứ nhì, câu chuyện này cho chúng ta biết rằng Chúa cho chúng ta một chân lý: tiền bạc là phương tiện, tiền bạc là dụng cụ Chúa giao vào trong tay của chúng ta để cho chúng ta dùng vào việc tốt lành. Thưa mục sư, tham tiền bạc có phải là cội rễ của mọi điều ác không? Thật sự không. Thánh Kinh nói rất là rõ, tham tiền bạc mới là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc không có, tiền bạc tự nó không có tội gì hết á. Tiền bạc không phải tội, mà tham tiền, mê tiền đó mới là cội rễ của mọi điều ác. Và quý vị có thể dùng tiền dâng hiến cho vấn đề xây dựng nhà thờ, xây dựng nhà nguyện, giúp người nghèo khó, và cũng có người dùng tiền để buôn lậu ma túy. Tốt hay là xấu, cái quan trọng là chúng ta dùng tiền đó như thế nào. Câu thứ, quý vị coi trong tờ vàng bài giảng in câu thứ 16, Chúa nói rằng, ta bảo các con đó, Chúa Giê-xu nói gì? Hãy dùng tiền, Chúa nói phải không? Phải dùng tiền là giống như là đối với người thợ mộc, cây búa, cây đinh, cây kềm ở trong người đó, đóng cái tủ, cái bàn rế giúp cho người ta thôi, để phục vụ mình thôi. Tiền, Chúa nói mình phải dùng tiền, tiền giống như mình dụng cụ. Chúa dạy là mình dùng tiền và thương người. Nếu mà quý vị làm ngược lại á, thương tiền thì quý vị sẽ lạm dụng người và bóc lột người. Đó là tội ở trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta nhớ đặt thứ tự cho đúng: yêu thương người và dùng tiền, đừng bao giờ làm ngược lại. Đó là tội nặng ở trước mặt Chúa. Đừng có thờ tiền. Tiền bạc chỉ là một cái tài nguyên tạm, những ngày chúng ta sống trên đời này Chúa giao cho vào tay của quý vị để quý vị làm những chuyện tốt đẹp cho Chúa, vinh hiển danh của Chúa, dùng tiền để giúp người nghèo, làm rạng danh Chúa. Và có rất là nhiều chuyện tốt đẹp khi chúng ta dùng đồng tiền. Quý vị nhìn vào cái người quản gia bất trung này. Tại sao người quản gia này được Chúa khen? Chúng ta biết rằng Chúa không có khen cái tánh gian dối, ma lành của ông, nhưng mà Chúa khen cái tánh khôn lành của ông. Ông biết rằng chủ sẽ đuổi mình. Bây giờ chủ mà đuổi mình đó, thì mình làm gì mà ăn đây? Làm ruộng á, giờ 60 tuổi rồi cày sao nổi nữa, cuốc sao nổi nữa, làm cho ông chủ mấy 30-40 năm rồi cũng đuổi ra, giờ này làm gì nữa? Đi xin ăn á thì xấu hổ, đúng rõ Kinh Thánh không muốn mình đi xin ăn, chuyện gì phải làm bằng tay của mình. Bây giờ kêu người thiếu nợ chủ tới, nè anh nợ chủ bao nhiêu vậy? Nói tôi nợ chủ 100 thùng dầu. Nè, xé tờ nợ đi, giết tờ nợ khác, 50 thôi, để lại 50 thôi, bớt đi 50%. Nè nha, tôi với anh biết mà thôi, đừng nói ai biết nha, ok. Rồi, xong, kêu người khác tới, nợ ông chủ nữa. Hỏi anh nợ chủ bao nhiêu? 100 hộc lúa. Rồi, thôi, ghi xé tờ nợ đó bỏ đi, viết lại tờ mợ mới, 20, 80, bớt được 20%. Đừng nói ông chủ biết, tôi với anh biết mà thôi, ok. Rồi. Và quý vị biết đây là cái vấn đề Chúa khen cái anh này không phải ảnh gian dối, mà khen ảnh là cái khôn lanh của ảnh, cái khôn ngoan của ảnh. Và ba điều khôn ngoan của ảnh mà Chúa muốn quý vị và chúng ta phải bắt chước, học theo về vấn đề tài chính. Thứ nhất, câu số 3 nói rằng người quản gia tự nhủ: chủ cách chức quản lý của ta, mình bị đuổi việc rồi, phải không? Mình sẽ làm gì? Thứ nhất, quý vị sẽ thấy liên quan tới mình phải, Chúa khen cái anh này là biết chuẩn bị trước tương lai. Ảnh thấy trước tương lai ảnh sẽ bị đuổi, ảnh phải chuẩn bị trước tương lai của mình. Mình còn cái cơ hội tha nợ người ta thì mình cứ tha đi. Đây là cơ hội của ảnh thôi, ảnh chuẩn bị trước tương lai rồi. Thưa quý vị, đối với vấn đề tài chánh,
nhất là những người ở Mỹ này là không bao giờ nghĩ tới tương lai. Có bao nhiêu tiền, xài hết bao nhiêu tiền. Không biết để dành tiền. Tiền làm từ thứ hai cho tới thứ sáu, là thứ bảy, chủ nhật là xài hết. Kệ nó, tới đâu hay tới đó. Tại sao chúng ta không để dành tiền được? Mấy bà cho tôi biết tại sao không để dành tiền được. Cái chữ gì mà mỗi lần quý vị nghe tới là phải lấy xe chạy ra ngoài tiệm. Và chữ S-E, chữ đọc tiếng Anh, S-E-L-E, chữ sale, nghe chữ đó là mình chạy xe ra tới tiệm liền. Mà mình mua những thứ mình không cần. Không cần, rồi mình cất trong ra, rồi vài tháng sau đem ra sale bán. Đó là cái tệ nạn ở tại cái đất nước Mỹ này. Quý vị có biết rằng trung bình một người dân ở bên Âu Châu đó để dành 12% tiền lương của mình. Người Nhật trung bình để dành 25% tiền lương của mình. Ở tại Mỹ đó, trong 2 năm vừa qua đó, xài hơn 1% tiền lương của mình. Nợ nần chồng chất. Làm sao mà sống khôn ngoan được? Tại sao mà nhà mình mất hạnh phúc, mất vui được? Ở miền, nhất là ở Orange County của chúng ta, thưa quý vị, cái tệ nạn đó là mua nhà nhiều hơn sức mình phải trả. Mua nhà mà mình không ở trong nhà đó. Tại vì mình phải đi cài làm overtime để cán trả cho đủ cái tiền cái nhà đó. Mình cứ bận rộn, căng thẳng, không ngủ được, rồi bị bệnh, gia đình mất hạnh phúc. Cho nên Việt Nam mình gọi là gì? Liệu cơm gấp, gấp mắm. Biết sức của mình, biết tiền mình thâu vô bao nhiêu, tính toán cho kỹ, thà mua nhà nhỏ hơn mà sống cho vui vẻ. Với gia đình, với con cái mình, nó cái hạnh phúc quan trọng hơn cái nhà tiền của mình. Có nhiều người chặt chiếc xe cho thật là mắc tiền. Thưa quý vị, tôi nói quý vị điều này. Chiếc xe là phương tiện di chuyển, chứ không phải để khoe. Tại sao mình, mà cái nữa quý vị thấy sẵn, mình mua xe xong là giá, chiếc xe mình sẽ mất giá, quý vị biết rồi phải không? Phải. Nếu mình khôn ngoan, mình mua, mình làm gì đầu tư cho nó có tiền thêm, chứ mình không có bao giờ làm cho mất tiền. Cho nên nhớ, chiếc xe là phương tiện để mình đi nhà thờ, đi làm, giúp chở người này, giúp chở người kia, đi chở, chỉ là phương tiện thôi. Đừng có phung phí tiền vô, nhất là đổ tiền vô chiếc xe rồi gán cài trả tiền, không có giờ cho vợ con, không có giờ ở với con cái của mình. Phải chuẩn bị trước tương lai là như vậy. Vấn đề để dành tiền, đó là một cái điều mà quý vị phải có kỷ luật trong con cái Chúa, đó là phải có kỷ luật trong đời sống liên quan tới vật chất và thuộc linh. Thứ nhì là cái anh này, anh biết có kế hoạch, ổng có ngân sách. Là nói rằng ta bây giờ ổng biết ảnh sẽ bị đuổi rồi. Ổng biết bây giờ mình phải làm cái gì mới được. Chứ không thể nào mình đứng không đây được. Đây được. Và ý nói tại đây phải biết ngân sách tiền mình thu vô bao nhiêu, chi ra bao nhiêu. Nhớ chi lúc nào cũng ít hơn là tiền thu, chứ không phải lúc nào cũng kéo cạt là mình chết. Gia đình quý vị sẽ tan nát. Và không bao giờ có được những giây phút vui thỏa. Nhớ. Hội thánh ở đây mỗi đầu năm, một trong những cái cực khổ nhất của ban chấp hành đó là gì? Làm ngân sách cho hội thánh. Coi tín hữu, ước lượng dân vô bao nhiêu trong năm rồi, và năm dựa vào năm rồi, dựa vào năm nay, và phân tiền ra cho các ban ngành cần. Nhưng và đó là gia đình của Chúa. Thưa quý vị, gia đình của cá nhân quý vị cũng vậy. Cũng phải lập ngân sách. Mình sẽ chi tiền nhà bao nhiêu, tiền xe bao nhiêu, tiền insurance vô bao nhiêu, mình trả tiền con bao nhiêu, tiền ở lao anh cho con bao nhiêu, tiền xăng bao nhiêu. Quý vị phải chi tiết, càng chi tiết thì nào mình biết cái điều nào mình cần dùng và cái điều nào mình phải cắt bỏ đi. Cái ngân sách nó giúp cho quý vị xài vào chuyện gì, chớ không phải là thời gian. Không phải tháng này dự định 50 tiền xăng, phải xài hết 50 tiền xăng, không phải nghĩa vậy. Chỉ là cái mình cần tới tiền xăng tỷ tới đó mà thôi. Sao tính toán cho kỹ với số tiền mình kiếm được. Thứ nhì, nhớ cái khôn ngoan của cái anh này mà Chúa khen, đó là có kế hoạch hay là ngân sách trong cái đề tài chính. Thứ ba là ảnh hành động ngay lập tức. Ảnh hành động ngay lập tức, không chần chờ, không trì hoãn. Kêu liền, anh nợ chủ nhiêu, ok, chấp, viết lại 50, làm liền. Cụp cụp trong lúc mình còn làm chức quản gia.
Ảnh không có chờ, ảnh không có để tuần tới hả làm mục sư, ngày mai mình hả làm nghe mục sư. Không, ngày hôm nay biết là về làm liền. Đó là điều Chúa khen ảnh. Và thưa quý vị, Chúa cũng muốn nói với quý vị, phải nghĩ tới tương lai, ý nói tới dễ dành tiền, phải có lập ngân sách cho gia đình mình, phải dành thì giờ kết bạn. Để khi một cái ngày nào mình bị đuổi việc đó, thì có cái người bạn đó giúp đỡ mình, tại mình đã giúp họ rồi mà. Bây giờ họ sẽ giúp lợi mình. Đó là sống khôn ngoan. Phải có cái nhìn xa, phải có những mục tiêu dài hạn. Và người ta nghiên cứu rằng những cái người mà có mục tiêu dài hạn 10 năm, 20 năm, đa số đều thành công khi mà có mục tiêu dài hạn. Cho nên tôi cũng khích lệ cho quý vị mục tiêu dài hạn của mình trong sự hậu biệt Chúa. Mục tiêu dài hạn của mình, ví dụ từ đây ít nhất cuối năm quý vị dự định muốn tăng trưởng gì về Chúa, đọc hết quyển Kinh Thánh, biết cách học Kinh Thánh, biết cách tỉnh nguyện với Chúa, giúp đỡ, kiếm một người nghèo nào đó giúp đỡ, sẵn sàng rời rộng, không có chửi thề nữa, mình phải nói những lời tốt đẹp giúp đỡ cho người khác, như là Chúa dạy mình đừng tham tiền nữa, dâng hiến bằng 10. Có rất là nhiều điều quý vị có dài hạn. Nhưng quý vị biết rằng khi mà Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói những cái nhìn về tương lai, nhìn xa đó, không có nghĩa là chờ tới tuổi về hưu, không có nghĩa đó, mà cái nghĩa là khi chết rồi đó, đi qua cái thế giới bên kia, vào trong nước của Chúa, vào ở trong thiền đàng. Đó là quý vị có cất trữ của cải trên trời chưa? Hay là quý vị chỉ tiêu xài cho hết những gì ở trần gian này? Đó là cái nhìn xa mà Chúa muốn nói với chúng ta. Làm thế nào để cất giữ của cải trên trời? Đó là điểm thứ ba. Chúa dạy trái ngược lại với những gì chúng ta nghe bên ngoài, những gì mà quý vị học ở bên ngoài. Thứ ba, cách đầu tư tiền tốt nhất là giúp cho người ta vào thiên đàng. Quý vị điền vô chỗ trống, giúp cho người ta vào thiên đàng là cách xài tiền, cách đầu tư tiền tốt nhất. Câu 9, chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh đó. Ta bảo, hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời. Cái câu hơi có 4 cái chữ khó hiểu là tiền của bất nghĩa. Khi mà quý vị gặp một cái câu Kinh Thánh mà hơi thấy lạ lạ, hơi khó hiểu đó, thì một trong những cách, thì đương nhiên quý vị hỏi mục sư, một những cách đó, mở những cái bản dịch Kinh Thánh mới dịch sau này sẽ giúp cho quý vị. Giống như cái bản NIV dịch như thế này, ta nói cùng các con, phải biết dùng của cải trần gian, ý nói tiền của gia tài của mình, mà kết bạn, để khi của hết các con được tiếp vào nhà đời đời trên trời. Cái chữ mà bất nghĩa đó không có nghĩa là tiền bạc do gian manh mánh lới mà mình nhặt được, không, tại mình đọc bình thường vậy mình hiểu như vậy. Nhưng mà đối với người Do Thái thời xưa đó, khi mà họ dùng cái chữ bất nghĩa trong vấn đề tiền bạc, họ chỉ nói tiền của trần gian này thôi. Tại vì nói trần gian nó bất nghĩa, tạm bợ thôi, ý nó nghĩa tạm bợ thôi. Cho nên bản NIV dịch giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn chỗ này. Chúa ví cái người quản gia gian dối này đó, bớt nợ, để những cái người mà mắc nợ ông chủ đó kết bạn thương ảnh. Tại vì ảnh đã giúp cho bớt nợ rất là nhiều rồi, thì là mai mốt để ảnh có cần mấy người kia giúp ảnh đó, thì họ sẵn sàng giúp cho ảnh. Đó là khôn ngoan. Và Chúa nói rằng khi mà ảnh làm, ảnh kết bạn, có nghĩa là đó, ảnh làm kết bạn những người đó trở thành người đời đời. Và khi mà vào, họ sẽ vào tiếp các con vào nhà đời đời là lên thiên đàng. Một ngày kia ảnh lên thiên đàng đó, là những người này trở thành bạn đời đời, sẽ hoan nghênh chào đón ảnh. Chúa dạy cho chúng ta một cái ý rất là hay ở tại đây. Chúa không dạy chúng ta bỏ một số tiền mua một chỗ ở trên thiên đàng. Thưa quý vị, cái vé lên thiên đàng rất là mắc tiền. Quý vị không bao giờ mua nổi đâu. Không có tội quý vị tu hành cách mấy, làm công đức cách mấy, lúc nào quý vị có tội, không bao giờ quý vị trả nổi cái vé để lên thiên đàng. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa một cái rất là đặc biệt. Quý vị là người may mắn nhất ở trên trần gian này. Chúa Giê-xu mua cái vé đó cho chúng ta rồi. Chúa chết trên thập tự giá,
chuộc tội, thế tội cho quý vị, tha hết tội cho của chúng ta, ban đời sống mới, dành cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Cho nên, cái vấn đề đó là quý vị có xin thưa Chúa cho con cái vé đó thôi. Tiếp nhận cái sự cứu rỗi, ơn cứu rỗi của Chúa. Chúa con muốn cái vé đó là quý vị vào được thiên đàng. Nhờ Chúa Giêsu Christ đã trả cái vé đó cho quý vị rồi. À, đó là cái món quà, đó là ân huệ. Ân huệ cứu rỗi, ơn cứu rỗi Chúa dành cho tất cả mọi người. Quá khứ quý vị có thể như thế nào, tôi không cần biết đến, Chúa cũng không cần biết đến. Chúa đã trả hết tất cả cái điều đó rồi. Chỉ cần chúng ta, thưa Chúa, con muốn được chữa cứu, con muốn được nhận cái món quà đó Chúa ban cho con. À, và Chúa muốn chúng ta, hội thánh chúng ta, mỗi con cái của Chúa biết dùng tiền của trần gian để giúp cho người ta tin Chúa. Và khi người ta nhận sự cứu rỗi rồi, họ trở thành những người bạn đời đời, họ sẽ vào thiên đàng. Và khi họ vào thiên đàng rồi, chuyện gì xảy ra? Một ngày kia tới phiên quý vị vô thiên đàng. Quý vị qua đời này, quý vị sẽ vào thiên đàng. Họ sẽ tiếp đón quý vị. Họ sẽ chào đón, hoan nghênh, cảm ơn quý vị. Quý vị có bao giờ thử tưởng tượng một ngày kia mình vô thiên đàng, tự nhiên có 100-200 người đứng dàn chào ra, hân hoan bắt tay chào thăm mình. Họ chúng tôi chờ đợi anh lâu quá, chúng tôi đã chờ đợi bà đã lất râu rồi, chúng tôi muốn nói cho bà biết rằng là ông bà tiền dân hiến rời rộng của ông bà về sự rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa đó. Nhờ vậy chúng tôi mới có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi muốn ra đứng chào cảm ơn ông bà về sự dâng hiến tiền bạc rời rộng của ông bà mà chúng tôi được Chúa cứu. Nếu mà ông bà không có dâng tiền đó, thì chúng tôi không có mặt ở đây. Quý vị phải dành một số tiền thường xuyên để dâng hiến cho truyền giáo và truyền giảng. Có người nào nói rằng nhờ mình mà họ được lên thiên đàng không? Có người nào vì cớ vì quý vị dâng hiến rời rộng mà họ được vào nước trời chưa? Vào ở thiên đàng chưa? Khi quý vị mua quyển kinh thánh, sách chứng đạo tặng cho một người nào đó, thưa quý vị, đó là quý vị đang đầu tư ở trên trời. Chúng ta đang cất giữ ở trên trời. Khi quý vị dâng giúp cho quỹ truyền giáo, một hội truyền giáo phiên dịch kinh thánh, hội truyền giáo đi giảng phúc âm đạo của Chúa, quý vị dâng hiến cho chương trình phát thanh tin lành, thưa quý vị đầu tư ở trên trời. Khi quý vị dâng hiến cho vấn đề xây dựng hội thánh Orange ở tại đây, và bất cứ hội thánh nào của Chúa, và hội thánh Chúa giúp cho có người tin Chúa, quý vị đã đầu tư vào của ở trên trời. Quý vị không mang theo gì được khi ngày mình qua đời, nhưng mà mình gửi trước được. Mình gửi trước được bằng cách mình đầu tư vào những người sẽ được vào ở trên trời. Lo giúp cho những người được vào nghe tin mừng, nghe phúc âm của Chúa, họ được vào nước của Chúa. Đó là câu kinh thánh mà Chúa muốn chúng ta nói rằng các con phải dùng của cải trần gian mà kết bạn, để khi tiền của hết, các con được tiếp vào nhà đời đời, đời đời là thiên đàng. Dùng của cải mà kết bạn. Thứ tư, một chân lý nữa Chúa cho chúng ta biết qua câu chuyện ẩn dụ, thí dụ này của Chúa, đó là một ngày kia tôi sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Trong tương lai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Một ngày kia Chúa sẽ tra hỏi tôi. Chúa sẽ làm việc với tôi. Chúa, tôi phải khai trình cuộc đời của tôi trước mặt của Chúa. Tôi phải khai trình về những khả năng tôi có. Chúa cho tôi đã dùng như thế nào. Tôi phải khai trình cái chuyện tôi xài tiền như thế nào. Tôi phải khai trình với Chúa cái đầu óc minh mẫn Chúa cho tôi. Sự sáng tạo Chúa cho tôi. Tôi đã dùng như thế nào. Những ảnh hưởng tôi gieo ra như thế nào. Vấn đề tại đây không phải là quý vị có tiền nhiều hay là tiền ít. Ở trong hội thánh Orange của chúng ta, gia đình Chúa tại đây, có người rất là nhiều tiền, và cũng có người rất là nghèo, và cũng có người ở giữa. Cái vấn đề tại đây không phải là tiền bao nhiêu,
Mà vấn đề là quý vị dùng như thế nào về những gì Chúa đang giao ở trong tay của quý vị. Một ngày kia, chủ sẽ đến tra hỏi và quý vị, người chủ đây ý nói tới Đức Chúa Trời sẽ tra hỏi và quý vị sẽ phải trả lời. Hãy khai trình việc quản lý của người. Phải khai trình việc quản lý của chúng ta. Những gì Chúa ban cho chúng ta. Chúa giao cho mỗi người có một số tiền, có người gia tài, một số khả năng, một số cơ hội, một số dịp tiện, một sự khôn ngoan, sức khỏe để quản trị cho Chúa. Chúa đang đứng ở trên trời xem xét có quý vị làm như thế nào với những điều mà Chúa đang giao cho ta, cho tay của quý vị. Sẽ có một ngày Chúa sẽ gọi đến và mỗi chúng ta phải khai trình ứng hầu ở trước mặt Chúa. Lời Chúa cũng cho biết mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Tường trình về cách mình xài tiền, tường trình về khả năng mình hầu việc Chúa dùng thế nào, tường trình sự tự do Chúa mình, tự do mà Chúa đã ban cho mình đã làm như thế nào. Và điều cuối cùng, thứ năm, Chúa dạy, nếu tôi trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ tin cậy giao cho tôi nhiều hơn. Nếu tôi trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ tin cậy giao cho tôi nhiều hơn. Luca đoạn 16 câu thứ 10 nói rằng ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Chúa cho quý vị một ít talent, một ít khả năng. Nhưng mà quý vị trung tín sử dụng một ít talent, một ít khả năng, một ít những gì mình có cho Chúa, Chúa sẽ cho nhiều hơn. Thay vì quý vị không nói rồi, con không có giỏi bằng ai, con không muốn làm gì hết, Chúa ơi, con không làm được chuyện gì hết. Không, nhưng mà thưa Chúa, con sẽ dùng một ít tài năng, khả năng gì Chúa cho con, một ít thì giờ Chúa cho con, cơ hội Chúa cho con sẽ dùng nó, Chúa sẽ ban cho nhiều hơn. Nếu quý vị là một người công nhân bình thường, thật sự người bình thường không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà quý vị nói là không, con muốn dùng khả năng cho Chúa, cho phục vụ Chúa, Chúa sẽ cho quý vị gây ảnh hưởng nhiều hơn. Nếu quý vị có một ít tiền, mình cũng dùng một ít tiền cho Chúa. Chuyện gì dùng cho mục đích của Chúa, Chúa sẽ cho quý vị thêm tiền, thêm của cải. Điều đó đúng cho tất cả mọi lĩnh vực, bất cứ điều nào mình có ít, cơ hội nhỏ, mình dùng cho sự cao đẹp, tốt đẹp của Chúa, Chúa sẽ cho quý vị nhiều cơ hội hơn. Matthew đoạn 25 câu thứ 23 nói như thế này. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Trung tín việc nhỏ thì được, cai quản nhiều, Chúa giao cho nhiều hơn. Thật sự ông mục sư nào cũng muốn cho quý vị được phước hạnh nhiều, đầy tràn ơn phước của Chúa. Nhưng mà quý vị phải làm theo cách của Chúa muốn. Quý vị biết một trong những điều dâng hiến tiền bạc cho hội thánh của công việc Chúa tại đây. Tôi thì may mắn được hơn quý vị, hồi nhỏ sống trong gia đình dạy dỗ về vấn đề dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa. Quý vị lúc mà tôi 8 tuổi, lúc đó còn ở Việt Nam, đó, thì mỗi gói xôi là 10 đồng, 10 đồng là tiền của Việt Nam. Rồi má tôi mỗi ngày Chủ nhật, chỉ có Chủ nhật tôi mới được tiền thôi, được đi ra mua xài, mua gói xôi thôi. Và má tôi cho 5 đồng, nói rằng 5 đồng này con đi đem dâng cho Chúa nha. Dạ. Tôi ăn mua gói xôi, tới nhà thờ học trường Chủ nhật thiếu nhi, dâng 5 đồng cho Chúa. Tôi không có lấy 5 đồng đó đi mua đồ ăn. Tôi cũng không lấy 5 đồng đó đi mua đồ chơi. Sau đó gói xôi 20 đồng, má tôi đưa 10 đồng nha. 10 đồng là tiền dâng cho Chúa nha con. Rồi tôi cũng ra mua gói xôi, cũng Chủ nhật tới nhà thờ 10 đồng dâng cho Chúa. Rồi sau đó... và quý vị ở Việt Nam có một khúc mà xăng dầu mắc đó, họ không chạy xe, không đa ôm nữa, mà ở Cần Thơ là chạy xe đạp ôm luôn, là để kiếm tiền sống lúc nghèo quá, chuyện gì cũng ra làm hết. Có những ngày tôi kiếm được 80 đồng. 80 đồng tiền Việt Nam là được mua một bữa ăn cơm, đó thôi chứ không phải 80 đô Mỹ bữa ăn. Rồi tôi lấy ra 8 đồng để dành đó. Rồi ngày hôm sau mình kiếm được 70 đồng, lấy ra 7 đồng để dành đó.
Có ngày được 90 đồng, lấy ra 9 đồng để dành đó. Tới ngày Chúa Nhật gom lại hết cái đó, đem tới nhà thờ dâng cho Chúa. Rồi sau đó tôi tới tại trại tị nạn. Và anh em tôi có lúc gửi 20 đồng. Tôi lấy ra 2 đồng, Chúa Nhật đem dâng cho nhà thờ. Có lúc được 50 đồng, 50 đô la, lấy 5 đô ra đem dâng trong nhà thờ. Sau đó tới Mỹ này, lúc đó việc làm chắc 4 đồng 25 một giờ, năm 86 khoảng minimum quê 4 đồng 25. Rồi tháng làm được, lấy thế mình lấy về 450 đồng, 450 đô la. Tôi lấy ra 45 đô la để dâng cho Chúa mỗi tháng, mỗi lần cái mỗi hai tuần họ gửi cái check tới 200 mấy, mình trích ra 1/10 đem dâng cho Chúa. Và thưa quý vị, tôi thấy một cái điều lạ lùng, thật sự tôi muốn Chúa ban phước cho tôi qua sự dâng hiến. Tôi muốn điều đó, tôi muốn được Chúa làm việc ở trên cuộc đời của tôi. Và mỗi lần như vậy, quý vị biết tiền lúc nào nó, mỗi lần dâng hiến vô Chúa, và nhất là đặc biệt những cái vấn đề dâng hiến về xây cất nhà thờ Oren này, dâng xong là tiền nó vô tới, nó có tiền lên nhiều hơn. Và ngay cả vấn đề dâng hiến ở cái ngôi cái trung tâm building này, tôi quê gia đình nó mình dâng Chúa thêm 10% nữa, tiền 10% bình thường mình gửi mình dâng cho hội thánh của Chúa, dâng xong là lại là có được lên chức, rồi vợ tôi được lên chức, rồi đủ, cũng có nhiều chuyện, tiền nó vô tới. Điều tôi muốn nói quý vị thế này, Chúa giữ lời hứa. Chúa giữ lời hứa. Nhiều lúc quý vị phải tin Chúa giống như con trẻ. Nhiều khi tính không ra được. Tính không ra được. Nhưng mà Chúa nói mình trung tín dâng hiến, Chúa sẽ ban cách trời rộng. Chúa sẽ ban cho mình nhiều ơn phước từ vật chất, thuộc linh, trong gia đình, mọi điều tốt đẹp ở trong hội thánh của Chúa nữa. Trung tín trong chuyện nhỏ, kết quả trong chuyện lớn. Trung tín trong chuyện nhỏ sẽ được kết quả trong chuyện lớn. Nhiều người nói rằng chừng nào tôi trúng số tôi sẽ dâng 10% cho Chúa. Thưa quý vị, không có chuyện đó. Lúc mà mình có ít tiền, lúc mà mình nghèo, mình cần dâng tiền để coi Chúa làm phép lạ kéo mình ra khỏi cảnh nghèo đói đó. Mình phải thử Chúa điều đó. Chúa nói chúng ta phải thử Chúa về điều đó. Rồi Chúa sẽ cho mình thêm. Đó, Chúa cho mình thêm. Chúa làm phép lạ, ban cho một đời mình đầy ý nghĩa. Nhưng mà quý vị phải làm theo cách Chúa làm. Những gì Chúa dạy, mình làm, mình coi coi. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Cho nên năm chân lý mà chúng ta học được buổi sáng hôm nay, quý vị cùng tôi đọc chung năm chân lý đó mà Chúa dạy chúng ta. Thứ nhất, đừng tiêu xài phung. Đọc lớn lên, đọc nhất là mấy người tiêu xài phung phí. Phải đọc lớn lên. Rồi chưa? Phải đọc, rồi, chậm rãi mà suy nghĩ. Đừng tiêu xài phung phí. Thứ nhì, tiền bạc là phương tiện Chúa cho để chúng ta dùng vào việc tốt lành. Thứ ba, cách đầu tư tiền tốt nhất là giúp người vào thiên đàng. Thứ tư, một ngày kia tôi sẽ chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Thứ năm, nếu tôi trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ tin cậy tôi, giao cho tôi nhiều hơn. Chúng ta cùng đứng lên.